Thời gian vừa qua, hàng chục hộ dân sống dọc hai bên bờ sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khổ sở kêu cứu vì dòng sông bị bùn thải bủa vây chưa từng có. Và điều này thì gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh kế của người dân. Nguyên nhân được xác định đó là do quá trình nạo vét bùn đất phục vụ dự án của cảng Quy Nhơn gây bồi lấp lòng sông, cản trở dòng thoát lũ. Nhà bà Huỳnh Thị Á ở khu vực 4, phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn có một ao nuôi tôm và một số loại hải sản khác. Nghề nuôi hải sản đã giúp gia đình bà có thu nhập ổn định mỗi năm. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, lượng bùn thải ùa vào nhấn chìm ao nuôi, khiến thủy sản trong ao chết sạch, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Hiện trường là bùn, một sông bùn trong phải sông nước. Tôi thì già yếu mà nuôi một đứa bệnh nữa, lấy gì mà tôi sinh sống qua ngày? Mà bây giờ tôi mong muốn sao các ngành các cấp giúp đỡ, tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con ở khu vực 4 đây, tổ 28 khu vực 4 đây, cho có chỗ mà đỡ sinh sống qua ngày vậy thôi. Đầu tôi làm xong làm kiếm sống là từ 15 tuổi tới nay chưa có một cái tình trạng nào như vậy. Có một đêm cũng 300-400, cũng có sinh hoạt trong gia đình, con cái ăn học. Bây giờ kiểu vậy là từ đây ngày hết tới là dân chúng tôi là không đường nào sống nữa. Bây giờ bùn có đi là không có đi được đâu, nó chừng làm. Mà dòng sông là rất là ô nhiễm, bây giờ trở thành dòng sông chết rồi. Hiện lượng bùn tồn đọng tại khu vực này có nơi lên đến 5 mét. Được biết đây là lượng bùn đất nạo vét từ dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 cảng Quy Nhơn. Do công ty cổ phần cảng Quy Nhơn tiếp nhận, lượng bùn đất này được cho phép đem đến đổ tại sông Hà Thanh, đoạn qua phường Nhân Bình, nhưng đã biến khúc sông này thành đầm lầy khổng lồ, làm thủy sản chết, gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng thoát lũ và sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân năm 2023-2024. Chúng tôi cũng đã có báo cáo đề xuất Ủy ban tỉnh và có cái tỉnh đã có cái văn bản chỉ đạo, thì theo đấy là giao cho đơn vị này phải khắc phục, và thời gian khắc phục là phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 1 năm 2024. Và cái thời gian này là trên cơ sở là đánh giá của đoàn cũng như là cái việc là tự đánh giá của hai đơn vị, là việc khắc phục phải mất khoảng 1 tháng. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định đã giao cho các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, nạo vét toàn bộ bùn đó và xử lý. Trong đó, đối với trục thoát nước của hạ lưu đập tràn Quy Nhơn 3, tuyến luồng khoảng 50 mét phải làm ngay và hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm nay. Sáng nay, lực lượng chức năng quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến hai người tử vong xảy ra trên đường Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 5 tháng 12. Vào thời điểm trên, thì người dân phát hiện khói lửa bùng lên từ một căn nhà nằm sâu trong hẻm nên hô hoán dùng nước, bình chữa cháy và các phương tiện tại chỗ để dập lửa, tiếp cận khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát dữ dội, bao trùm căn nhà và chặn hết các lối thoát. Lúc này bên trong căn nhà đang có nhiều người mắc kẹt. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh điều động 10 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa, ngăn không để cháy lan trong khu dân cư, đồng thời tổ chức các phương án cứu nạn cứu hộ. Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể hai người đàn ông ở khu vực cầu thang và tầng trệt. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra và làm rõ.